Những ngày gần đây, thông tin việc Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sắp mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hai anh em Quản Đắc Quý và Quản Đắc Thúy bị truy tố về tội cố ý gây thương tích trong vụ xô xát xảy ra năm 2003 tại xã Vân Côn đã trở thành đề tài khiến dư luận xã hội rất quan tâm. Đặc biệt, những người tại xã Vân Côn được chứng kiến thời điểm xảy ra vụ việc đều bày tỏ sự cảm thông với anh em Quý và Thúy khi được xem là tội phạm trong suốt 14 năm trời. Mặc dù đã kêu cứu lên nhiều cơ quan chức năng, nhưng vụ việc này vẫn chưa được làm sáng tỏ. Còn ít ngày nữa sẽ diễn ra phiên xét xử phúc thẩm. Dù đã chuẩn bị những chứng cứ cần thiết để cung cấp tại tòa, nhưng anh Quản Đắc Quý tỏ ra vô cùng lo lắng bởi 14 năm mang thân phận bị can, cuộc sống của gia đình anh đã chịu nhiều sóng gió. 14 năm nay cả gia đình tôi đã phải đi gửi đơn từ khắp các cơ quan từ trung ương tới địa phương để đòi công lý, nhưng mà đến giờ phút này thì chúng tôi cũng chưa thấy hồi âm gì. Thì chúng tôi cái mong muốn lớn nhất của chúng tôi là Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội thì cũng như các cơ quan ban ngành vào cuộc để minh oan cho chúng tôi. Trước đó, vào năm 2003, tại xã Vân Côn của huyện Hoài Đức đã xảy ra vụ xô xát giữa ông Quản Đắc Hợp với gia đình anh Đỗ Đăng Quốc. Sau đó của trình báo, mình bị ba bố con ông Hợp đánh gây chấn thương với tỷ lệ thương tật là hơn 34,16%. Quý và Thúy bị công an huyện Hoài Đức khởi tố về tội cố ý gây thương tích. Và tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 5 vừa qua, tòa án đã tuyên phạt hơn 10 năm tù. Nhiều người dân ở xã Vân Côn đã tỏ ra bức xúc khi nghe thông tin này. Những người đi điều tra, không biết là điều tra như thế nào, thì tôi không hiểu là một cái cách văn bản giấy tờ lên như thế nào mà để kết tội các cháu như thế. Vì nói cho đúng, có ví dụ như tôi là đi điều tra thì cũng phải là phải xem xét nó có đánh không, nó có ở nhà không. Không phải là tôi cứ là phạm nhân thì tôi thích buộc thế nào là buộc. Của cứ thế bà qua bà lên cái bờ mương và sẽ đi ngồi lên xe, và tôi thấy anh sự trở về đằng làng, thì sau khi đó thì tất cả là giải tán, tội cũng không thấy cái gì nữa, không có cái gì xảy ra trong cái vụ như thế. Mà chính mắt tôi đứng rất là lâu cũng không thấy anh Quý và anh Thúy có mặt ở đấy. Không chỉ có người dân, nhiều người nguyên là cán bộ thôn và chủ tịch xã đương nhiệm cũng xác nhận hai anh em Thúy và Quý không có mặt tại thời điểm xảy ra vụ án. Các luật sư cho rằng vụ án này có nhiều điểm bất thường trong quá trình điều tra và xét xử. Trong quá trình điều tra thì cơ quan điều tra Viện Kiểm sát không tiến hành thực nghiệm hiện trường để phân tích ra cái sự phù hợp giữa hành vi và các lời khai của người bị hại và người làm chứng. Vì đó dẫn đến việc là không xác định được sự thật khách quan của vụ án. Việc đối chất thì tiến hành rất là sơ sài. Cái vấn đề thứ hai là cái vấn đề bị hại của bị kết luận mất 34,16% sức khỏe. Tuy nhiên trong hồ sơ vụ án lại không có hồ sơ bệnh án. Chính vì tính chất nghiêm trọng của vụ án nên trong phiên xét xử phúc thẩm ngày 7 tháng 12 vừa qua, hội đồng xét xử đã phải tạm hoãn do nhiều nhân chứng không có mặt tại tòa. Tuy nhiên, trong phiên xét xử được mở lại vào hai ngày 19 và 20 tới đây, những người làm chứng sẽ được áp giải tới tòa để đảm bảo tính khách quan, tránh oan sai cho người vô tội.